Đây là không gian chợ của lễ hội Mường Đen, một lễ hội lớn của cộng đồng dân tộc Thái Đen ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh. Được tổ chức thường niên, lễ hội Mường Đen tạo nên sức hút ngày càng lớn đối với người dân trong vùng và khách thập phương. Dù chưa biết bán được bao nhiêu, lãi lời thế nào, nhưng việc được tham gia lễ hội vẫn khiến bà Vi Thị Kim Cúc, người dân tộc Thái ở bản Vạn, xã Yên Thắng vô cùng phấn khởi. Bởi đây là dịp để bà và người dân địa phương giới thiệu quảng bá những sản vật thủ công truyền thống, các mặt hàng đặc sắc của mảnh đất Mường Đen đến với du khách gần xa. Khách pi nỉ có lai bơn pi cái có lai tương tự dòng nỉ luôn, pi lơ có ế. Năm nào lễ hội cũng đông, năm nay cũng đông. Gian hàng năm nay của tôi là những đồ thủ công truyền thống được làm từ tự nhiên, do chính người dân trong thôn trong bản làm. Dù bán được nhiều hay ít, thì được làm một phần của lễ hội, tôi cũng đã cảm thấy rất vui rồi. Nào là xín này, khăn này, là người Thái ít ông mệt. Tại lễ hội Mường Đen, mỗi đơn vị thôn bản có một gian hàng mang đặc trưng riêng. Trong không gian chợ ở lễ hội Mường Đen, nếu gian hàng bản Vạn đa phần là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thì gian hàng của bản Peo lại gây chú ý bởi những sản phẩm từ mây che đan, các vật dụng trong đời sống thường nhật của người dân miền núi. Đó là những chiếc gùi, chiếc giỏ hay chiếc ép kháu dùng để đựng xôi của người Thái. Mình từ Quan Sơn đến chơi lễ hội Mường Đen thì từ sáng đến giờ mình xuống các gian hàng thì bán rất là nhiều các cái đồ của miền núi ấy. Mình cũng lấy được một ít đồ để mang về biếu cho gia đình. Bởi vì ở gần mình cũng nghe là hôm nay có lễ hội, xong mình cũng rủ nhau sang đi chơi. Thì sang đây thấy không khí nó rất là náo nhiệt, nhất là các cái trang phục rất là đẹp. Thế và rất là nhiều cái gian hàng bán những cái đồ đặc sản của miền núi. Hy vọng là sẽ có nhiều dịp tổ chức như thế này để cho bà con ngày càng đông hơn, vui nữa. Đến với lễ hội vùng cao xứ Thanh, du khách không chỉ mua những thứ mình cần mà còn được tìm hiểu nét đẹp văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Gian hàng trưng bày sản phẩm thổ cẩm truyền thống luôn là điểm nhấn trong các lễ hội được nhiều người đến tham quan mua sắm. Đây là lần thứ hai chị Hà Thị Giang ở xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa được tham gia lễ hội Mường Ca Gia. Chị Giang cũng như các thành viên của gian hàng có cơ hội trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của xã Thành Sơn như váy áo thổ cẩm, các mặt hàng đan lát thủ công. Đây là bộ trang phục của dân tộc Thái chúng tôi và cả cái khăn này cũng gọi là khăn piêu. Bình thường thì chúng tôi như đi biểu diễn văn nghệ hoặc là đi giao lưu các đám cưới đám hỏi hoặc là như đi dự các lễ tiệc thì chúng tôi dân người Thái của chúng tôi cũng vẫn hay mặc những trang phục như thế này, bởi vì đây là truyền thống của người Thái. Cách gian hàng của xã Thành Sơn không xa, chị Phạm Thị Tâm đến từ xã Phú Nghiêm cũng đang nhiệt tình giới thiệu tới du khách những hoa văn độc đáo trên trang phục của phụ nữ Thái. Đây là những sản phẩm văn hóa vật thể được kết tinh từ đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của phụ nữ vùng cao. Do vậy, mỗi dịp lễ hội, chị em trong bản đều chuẩn bị đồ trang sức, vải thổ cẩm, váy áo truyền thống để trưng bày. Nhiều du khách thích thú tranh thủ lưu lại những hình ảnh đẹp với sắc màu thổ cẩm, và cũng nhiều người ngỏ ý mua các sản phẩm này về dùng hoặc làm quà kỷ niệm. Chúng tôi mang đến rất là nhiều mặt hàng, ví dụ như là những trang phục thổ cẩm mà do người dân xã Phú Nghiêm của chúng tôi dệt nên. Những trang phục này thì người dân đã sử dụng những sợi vải tơ tằm để dệt, và những mảnh vải sải như thế này thì người dân sử dụng để làm gối, làm chăn để sử dụng hàng ngày. Ngoài ra thì còn làm những trang phục truyền thống mà hàng ngày người dân vẫn luôn sử dụng và lưu truyền từ bao đời nay. Ngoài trưng bày những sản vật truyền thống, các gian hàng còn chú trọng quảng bá nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của địa phương mình đến với du khách. Các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của miền núi đạt chất lượng OCOP 3 sao như gạo nếp cái Mường Xia, thịt bò khô Mường Hạ, măng treo bốn mùa
được nhiều người lựa chọn khi đến với các gian hàng trong lễ hội Mường Xia, huyện Quan Sơn. Thông qua những cái dịp như thế này thì chúng tôi vẫn muốn quảng bá những cái sản phẩm ô cốp đến với tất cả các bạn bè trong tỉnh và cả nước, và để những cái sản phẩm này được đông đủ mọi người biết đến, và những cái sản phẩm như thế này sẽ được mọi người đón nhận và từ đó thì nâng cao thu nhập cho người dân ở địa phương chúng tôi. Để hội mà sửa phiên và dân thì dân tộc Thái thì là tập trung mà hoạt lễ hội. Lễ hội Mường Xia là ngày hội của bà con dân tộc Thái Quan Sơn. Đến lễ hội chúng tôi không chỉ được gặp gỡ bạn bè người thân mà còn được mua sắm nhiều sản phẩm nữa. Tôi thấy rất vui. Tay chuột mà nòng chuột pí chưa và khách quen nọc nơ mà. Ở xứ Thanh, người Thái là một trong những dân tộc có nền văn hóa ẩm thực phong phú đa dạng, và chính họ cũng đã sáng tạo nên rất nhiều món ăn độc đáo, làm nên thương hiệu riêng cho dân tộc mình. Vì lẽ đó, về với lễ hội vùng cao, du khách không thể bỏ qua các gian hàng ẩm thực của người dân bản địa như xôi ngũ sắc, các loại bánh được làm từ nếp nương, thịt trâu gác bếp, rau rừng các loại. Và nếu ai đã từng đến với các lễ hội vùng cao Thanh Hóa cũng sẽ nhận ra, ở lễ hội nào cũng có ít nhất một gian hàng ẩm thực của đồng bào miền núi. Trong đó, rượu cần, thứ men say đậm chất núi rừng là thức uống chủ đạo không thể thiếu trong các gian hàng này. Chủ, khách xoay quanh chóe rượu, vít cong cần, thưởng thức vị cay ngọt, dịu nhẹ, thơm hương lá rừng do chính đồng bào Thái làm ra. Rượu cần thì ngày xưa cũng lâu đời rồi, nhưng mà ngày xưa thì làm bằng sắn, theo cái thời buổi nó khổ, nhưng bây giờ thì làm theo cái buổi mới thì làm bằng rượu, bằng gạo. Nhưng mà làm rượu cần thì phải cho nó được tháng hơn tháng thì rượu cần mới ngon được. Thì có lẽ là bây giờ thì có cái men tốt nữa thì rượu cần ngon lắm, ngon lắm. Vâng, theo cái địa phương thì có cái công cái việc gì đám cưới, đám xin thì phải có rượu cần. Trước kia, các lễ hội ở vùng cao Thanh Hóa chỉ thu hẹp trong xã, trong huyện. Tuy nhiên, ngày nay, các lễ hội đã trở thành nơi giao lưu sinh hoạt văn hóa giữa các dân tộc, các vùng miền khác nhau. Chính sự đa dạng, phong phú của sản vật địa phương đã tạo nên nét đặc trưng hấp dẫn du khách khi dừng chân ở mỗi gian hàng trong các lễ hội miền Tây xứ Thanh. Hay nói cách khác, các gian hàng là nơi hội tụ những giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc vùng cao. Đây cũng là cơ hội để quảng bá sản phẩm, sản vật đặc trưng của mỗi tộc người, mỗi vùng quê, là tài nguyên nhân văn, góp phần phục vụ du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.